Chào các bạn đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Anh. Và hôm nay mình và Duy sẽ giới thiệu đến cho bạn hai chiếc laptop của mình cực kỳ hot ở thời điểm hiện tại. Vâng, và đây là chiếc Asus TOF A15, là một phiên bản nâng cấp thay thế dòng FX505 trước kia. Máy sở hữu một ngoại hình đẹp mắt này, cứng cáp và được nâng cấp sâu về mặt cấu hình, nhưng vẫn giữ được ba nét quan trọng của dòng TOF như là chuẩn quân sự STD810G, bàn phím LED RGB và sở hữu một cái màn hình có tần số quét là 144Hz. Và hiện tại đang được bán tại Quốc Anh vào khoảng 21.690.000 đồng. Vâng, và đây mình đang có trên tay chiếc MSI Bravo 15. Đây là một dòng sản phẩm mới nhất đến từ MSI. Các bạn thấy chiếc laptop này rất mỏng nhẹ, dễ dàng mang theo bên mình. Đồng thời chúng ta sẽ có một cái logo lôi điểu thay thế cho logo đồng lửa trước kia, nhìn rất độc và lạ. Và bên trong thì nó sẽ không khác gì người đàn anh của mình là GF63. Rồi, và với mức giá chỉ khoảng 20.5 triệu đồng, rẻ hơn của Duy tới 1 triệu đồng. Vậy thì với 1 triệu đồng các bạn nên chọn MSI Bravo 15 hay Asus TOF A15? Hãy cùng mình và Duy tìm hiểu trong video này nha. Qua về cấu hình ở hai mẫu laptop này. Đầu tiên là chiếc Asus TOF A15 mà mình đang cầm trên tay, có mã là AL021T, sở hữu CPU AMD Ryzen 5 4600H, 8GB, dung lượng SSD là 512GB PCIe và các đồ họa là GTX 1650 Ti. Ok, và sang đến chiếc MSI Bravo của mình thì sẽ có cùng CPU AMD Ryzen 5 4600H, RAM 8GB, ổ cứng SSD 256GB và chiếc card đồ họa ROG 5300M. Có thể thấy là hai chiếc laptop này đều sử dụng CPU AMD Ryzen 5 4600H, nhưng mà có sự khác biệt về dung lượng SSD bộ nhớ cũng như là card đồ họa. Ok, về sự khác biệt về cái dung lượng SSD thì các bạn không phải quan tâm, vì trên cả hai mẫu laptop này đều có thể nâng cấp được SSD. Cái điều mà mình cùng các bạn sẽ quan tâm đó chính là chiếc card đồ họa ROG 5300M trên Bravo 15 và chiếc GTX 1650 Ti trên chiếc Asus A15. Nhưng trước khi đi vào tìm hiểu hai chiếc card đồ họa này, mình và Duy cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu qua một chút về những chiếc CPU AMD 4000H series trong năm nay. Như các bạn đã biết thì AMD đã cho ra mắt tới 6 mẫu CPU trong dòng 4000H series. Có thể kể đến như là AMD Ryzen 5 4600H, AMD Ryzen 7 4800H, AMD Ryzen 9 4900H và có 3 mẫu CPU có đuôi HS như là 4600HS, 4800HS và 4900HS. Và cả 6 mẫu CPU này đều được sản xuất trên tiến trình là 7nm, nhưng dòng HS thì sẽ có TDP chỉ 35W thay thế cho 45W như trên dòng H. Vậy nên các bạn sẽ thường thấy những dòng HS trên một số những chiếc laptop gaming mỏng nhẹ, ví dụ như chiếc Asus ROG G14 hoặc G15 chẳng hạn. Về CPU AMD Ryzen 5 4600H, đây là một mẫu CPU có 6x12 luồng, mức xung nhịp cơ bản là 3.0GHz và turbo tối đa lên tới 4.0GHz, có mức TDP là 45W. Dựa trên những bài test cũng như là những bài Cinebench R15, R20 thì các bạn có thể thấy là đối thủ trực tiếp của chiếc AMD Ryzen 5 4600H không phải là chiếc CPU Intel Core 50300H mà cũng không phải là chiếc i7-9750H, vì chiếc CPU này có một hiệu năng đa nhân vượt trội hoàn toàn so với hai đối thủ trên. Đến với hai đối thủ nặng ký hơn là i7-10750H này và chiếc i7-10875H thì chiếc AMD Ryzen 5 4600H bắt đầu có một chút yếu thế về mặt đa nhân, à không, về mặt đơn nhân. Nhưng về mặt đa nhân thì nó vẫn mạnh hơn chiếc i7-10750H khoảng 8-10%, còn yếu hơn chiếc i7-10875H vào khoảng 9-10%. Và cùng điểm qua hai mẫu card đồ họa ở hai mẫu laptop này. Đầu tiên là chiếc RX 5300M và chiếc GTX 1650 Ti. Thì anh Quân nghĩ sao về chiếc RX 5300M phiên bản năm nay? Về thông số của chiếc RX 5300M thì nó sẽ có 3GB RAM chuẩn GDDR6 96bit. Về hiệu năng thực tế của trên chiếc card đồ họa ROG 5300M, nó sẽ ngang với chiếc GTX 1650 và sẽ thấp hơn từ 15-20% so với chiếc card đồ họa GTX 1650 Ti mà Duy đang sử dụng. Cũng một phần hưởng lợi thế từ tiến trình 7nm nên mức nhiệt độ trên chiếc RX 5300M có phần mát mẻ hơn, khi nhiệt độ trong quá trình chơi game thì loanh quanh khoảng 65-70 độ. Còn với chiếc GTX 1650 Ti thì có mức nhiệt độ khoảng 70-75 độ. Nhưng các bạn chú ý nha, vì chiếc ROG 5300M chỉ có 3GB RAM, vậy nên những cái game nào gần lớn hơn 3GB thì các bạn nên chỉnh độ phân giải xuống để chơi game được mượt mà hơn nha. Ok, để các bạn có một cái nhìn trực quan hơn nữa thì mình cũng nhanh quân sẽ tiến hành test game ở trên cả hai mẫu laptop này, và mức nhiệt độ phòng rơi vào khoảng 28 độ C.
Bản Windows đang là 1909 cũng như driver là bản mới nhất từ trên trang chủ. Cùng tiến hành test game nhé. Trên đây là những chia sẻ của mình và Duy về hai mẫu laptop gaming Bravo 15 và Asus TUF A15. Chúng ta sẽ có một độ bền đạt chuẩn quân sự Mỹ STD-810G, màn hình 144Hz, bàn phím LED RGB cùng với các đồ họa GTX 1650 Ti 4GB thuộc về Asus TUF A15. Còn một thiết kế mỏng nhẹ, logo lôi điểu, độc lạ, đặc biệt mức giá tốt hơn 1 triệu đồng so với A15 đến từ Bravo 15. Còn những chiếc CPU AMD trong năm nay quá ngon, quá hời rồi đúng không ạ? Hy vọng những gì mà mình cũng như anh Quân vừa chia sẻ bên trên sẽ giúp các bạn có một cái nhìn rõ nét hơn về những chiếc CPU AMD trong năm nay, và để các bạn có một cái lựa chọn dễ hơn cho những bộ laptop gaming dùng để học tập này, giải trí và làm việc. Và các bạn nghĩ sao về hai bộ laptop gaming này? Hãy để lại comment phía dưới video. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại vào trong các video sau. Đừng quên like, share, subscribe, nhấn chuông để ủng hộ team chúng mình. Xin cảm ơn.